Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay em Lâm lại quay một chiếc tủ lạnh mít. Con này thì em mà lấy về nhà em test hơn 2 tuần nay rồi, yên tâm thì mới quay video bán cho các bác. Đấy, chiếc này là chiếc tủ Mitsubishi nhé. Tủ mít thì các bác biết rồi, độ lạnh của nó cực sâu luôn, chạy ổn định. Đấy, muốn tội là tủ mít này về Việt Nam thì nó rất là ít và cũng rất kén các bác dùng. Chỉ những bác nào mà chơi rồi, biết rồi thì mới biết thôi. Con này thì em mua để dùng nhà em, nhưng mà vì là dịp Tết này thì nó cũng khá là nhiều đồ ăn, cho nên là nhà em hơi chật một chút, cho nên là bắt buộc phải đổi sang con tủ to. Đấy, thì em để rẻ cho bác nào mà mua được chiếc này của nhà em với đúng cái giá em nhập vào thôi. Đấy, con này thì em đã thăm rồi, tủ rất là đẹp. Đấy, mặt này nét căng nhá, mặt này không bị dập móp cấn nhất gì, gọi là không tìm một vết nào luôn. Đấy, duy nhất nó bị chóc sơn chỗ này. Đấy, nó bị chóc sơn chỗ này. Đấy thì cũng bỏ với các bác luôn là như vậy. Đấy, tủ thì có chế độ eco này, chỉnh các ngăn độc lập này. Đấy, đầy đủ hết nhá. Đấy, chỉnh các ngăn độc lập, tủ cực đẹp luôn. Đấy, đấy, chỉnh các ngăn thứ tự từng ngăn một. Đấy, nó hiển thị rất là rõ này, ngăn trên cùng này, đấy, ngăn đá rơi này, ngăn đựng đông này. Đấy, nó chỉnh được để mình có thể tăng giảm nhiệt độ theo ý mình. Đấy, tủ rất là đẹp luôn, có cả biểu tượng như độ lạnh này cũng như là tiết kiệm điện này. Đấy, bên trong đây, bên trong thì nội thất sáng cực sáng luôn, bên trong thì nội thất là cực sáng luôn. Đấy, nhà em đang đựng đồ bên trong. Đấy, tủ rất sáng, giòn giếc chắc chắn. Nói chung thì con này thì không có điểm chê. Đấy, nó bị xước ở đây thôi. Đấy, cũng bỏ luôn mấy bác. Đấy, bên này đây, bên này đây. Đấy, bên này thì vách rất là căng. Đấy, bị một vết ở đây. Đấy, cũng bỏ với các bác luôn. Đấy, sơn zin 100%. Đấy, bên này thì vách này không bị một vết nào. Đấy, tủ thì nó chỉ bị một bên thôi, bên thôi. Đấy, chất tủ thì cực đẹp luôn. Đấy, con này thì em bao các bác là mạch zin, đồ đặc zin 100%. Đấy, con này thì em nhập vào giá là 10.500.000, nên bây giờ em cũng để lại cho các bác giá 10.500.000, không lời một đồng nào cả. Đấy, bởi vì em không chuyên buôn về tủ lạnh, gần như là Tết này thì em chỉ bán một vài con thôi, bởi vì tủ nó khá là to, cồng kềnh mà vận chuyển cũng rất là vất vả. Đấy, bác nào gần nhà em thì qua em để cho 10.500.000 nhá. 10.500.000 là nó gồm cả đổi nguồn cho các bác rồi, chưa bao gồm phí ship thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này: 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Thì cả hai số này em vừa dùng Zalo nhé, nhà em ở Linh Giang, Hải Dương. Đấy, bác nào gần thì qua em, không em gửi xe cho. Đây, đá thì rơi cả khay rồi, em đổ đi liên tục. Đấy, đá là đá viên to nhé, loại khổ viên to có rất thích dùng ấy, loại khổ viên to ấy. Đấy, đá bẻ rất căng luôn. Đấy, hai ngăn đầy đủ hết. Đấy, em đang đựng đồ nhưng mà nó cũng khá là bé. Giờ em sẽ quay em cho các bác, quay qua tủ báo giá qua đã. Đã đầy đủ các đồ, không thiếu cái gì nhá. Đã, không thiếu cái gì cả. Đã, em quay vào tem luôn. Đây, má tủ đây. Má tủ là MR gạch ngang R47WW, ký hiệu cho má màu, màu trắng. À quên, cuối chữ F là ký hiệu cho má màu, nghĩa là màu hường, màu phấn hồng đấy. Tủ là dung tích chuẩn của nó là 465 lít. Đấy, ngăn mát của nó là, ngăn đông của nó là 135 lít. Đấy, tổng diện tích lít của nó là, tổng diện tích là 465 lít. Còn các cái ngăn nó ghi này. Đấy, ngăn ngăn đông, ngăn mát này, ngăn mát là 333 lít, ngăn đông là 135 lít, và ngăn đá rơi là 27 lít này. Tủ này, đấy, đát 2013 này. Đấy, tủ đát 2013, tem zin chuẩn không lưng đời nhé. Nhà em thì em không có lưng đời, lưng tủ gì đâu. Đấy, nhiều bác thì tủ đời thấp với lưng đời cao, bởi vì để lưng cái giá thành lên, bởi vì tủ này nó to, vận chuyển công cán nó lái khá là thấp, cho nên là muốn lái cao thì bắt buộc phải đóng lại tem, lưng đời lên thì lãi suất nó mới cao được. Đấy là những cái bác đi buôn tủ đấy, còn em thì không buôn tủ thì em thì gì phải giấu làm gì. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhé, giá chỉ có 10.500.000 nhé, cho em tủ Mitsubishi đát 2013, tủ to như con voi luôn. Các bác đựng 470 lít thì có đựng thoải mái luôn. Nói chung là nếu mà gia đình mà tuần đi chợ một lần thì thoải mái luôn. Ngày Tết này các bác đựng ỉa đó, đựng bơi ra không hết được, quên nói hơi bệnh, xin lỗi các bác nhá. Các bác đựng bơi ra không hết được. Đấy, 470 lít. Đắt 2003 Mitsubishi. Đời cao. Hốc nước trên nhá. Hốc nước trên, hốc nước đá rơi cực to luôn. Siêu to luôn. Tổ thì có công nghệ AG, công nghệ kháng khuẩn rồi. Đấy, nói chung thì
các cái tủ đời cao thì công nghệ là công nghệ gì, Palix Room thì gọi là công nghệ AG cộng đấy, công nghệ kháng khuẩn nano bạc đấy, khử mùi cực tốt luôn. Đấy. Tủ lạnh gián tiếp cho nên là các bác nhìn thấy nó không bị khói lên. Đấy, rút ra nó không bị khói lên như tủ vệ lạnh Việt Nam, tủ lạnh trực tiếp. Nên là tủ lạnh gián tiếp này nó sẽ lọc bớt một lượng hơi nước, cho nên là đồ ăn nó không bị đóng tuyết. Đấy. Mà 6 ngăn 5 ngăn riêng biệt thì nó không sợ bị mùi. Đấy, thoải mái được luôn. Mà giá chỉ có 10 triệu 500 thôi, bằng chưa bằng cái tủ lạnh ở Việt Nam luôn, chưa bằng cái tủ lạnh mà các bác ra quán mua luôn. Đấy. Tủ thì em bán 10 triệu 500 vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng bao. Bao tét, bao chạy, bao đá rơi trong vòng 3 tháng. Bác nào thích em bảo hành cho 2 năm thì cộng cho em 2 triệu. Giá là 12 triệu 500 nhé. Đấy thì em bảo luôn với các bác là như vậy. Thì em bán giá thu vốn rồi, em mua 10 triệu 500. Mà em còn tặng các bác cái đổi nguồn. Đấy. Mà còn mất cả tiền công dọn cơ. Đấy. Bởi vì em không chuyên tổ cho nên muốn bán nhanh trong mấy ngày Tết này đi. Để không muốn để ra Tết. Đấy, để bày đồ. Bác nào lấy thì alo em. Con này thì là nó là màu nhú phấn hồng nhá. Đấy, nó là màu nhú phấn hồng nhá. Ở ngoài nếu như điện xanh chiếu vào thì nó sẽ là màu trắng. Đấy, nếu như mà có ánh đèn màu vàng chiếu vào thì nó sẽ lên màu phấn hồng nhá. Gọi là tủ sơn đổi màu ấy. Đấy, bác nào lấy thì alo em nhá. Con này là tủ sơn nhá, nó bóng như này nhưng mà không phải là tủ gương nhá, nó tủ sơn ấy. Vì con này mặt tiền nó không bị góc chết. Đấy, duy nhất là bị vết xước ở đây. Thì người ta bán rẻ em mua về để nhà dùng nhưng mà dùng nó hơi bé. Đấy, cũng bỏ các bác luôn như vậy. Bác nào cần em tước sơn thì em sẽ tước cho. Đấy, còn không thì để zin tùy các bác. Đấy. Không thì cái này em dính một cái tem lẹp ở đây là mất vết luôn mà. Đấy, nhưng mà cứ để nguyên này quay cho các bác. Đấy, có 10 triệu 500 rồi đấy. Có độc nhất có một chiếc này thôi. Bác nào lấy thì alo em nhá. Hai số điện thoại đây.